Chào các bạn ạ, chào các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nay mình sẽ được giới thiệu đến các bạn cái cân cơ của Nhật Bản, Yamaki. Cân này nó rất là xịn này, được các nhà máy sản xuất tin dùng. Nó dạng cơ ngày xưa nhưng mà nó rất là chính xác à. Đó. Thì cái cân này nó giá so với cái điện tử bây giờ thì nó cũng xem nhưng người ta vẫn lựa chọn để mua cái sản phẩm này ha, của hãng Yawata Nhật Bản. Tối đa đây là 5 kg, thiết kế như thế này. Chúng ta chỉ cần móc cái vật vô đây thôi, nó là cân treo á, thì chúng ta sẽ đếm số trên đây, 5 gram 1 ký này, ký dưới 2 ký này, đếm theo vạch ha. Đó, dạng cân cơ như vậy, nhưng mà nó rất là chạy hàng ha, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Hàng Kiên, công ty Hàng Kiên. Các bạn có mua về móc à, đi móc trong các cái nhà máy này, kiểm tra các cái dụng cụ sản xuất trong các cái nhà máy chế biến nhựa, sắt thép rồi các thứ đó. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái cân rơ móc này, Yawata 5 ký à, TE5 này. Các bạn liên hệ Hàng Kiên để được tư vấn về cái sản phẩm này. Lý do tại sao nó vẫn còn hot này, sản phẩm như thế chưa?